Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình lại mang đến cho các bạn một chiếc Honda Supra X ha, nhập khẩu từ Honda Indo. Thì dòng xe này cửa hàng Mai Duyên cũng mới vừa nhập về gần đây thôi. Hôm nay là đầu tháng 10 rồi, mình lại tiếp tục cập nhật giá cho các bạn và quay lại chi tiết cái phiên bản màu đen mờ này. Hôm trước thì mình đã có một video về chiếc màu đỏ, nhưng mà hôm nay thì phiên bản màu đỏ hết luôn rồi các bạn. Chúng ta sẽ còn cái màu đen mờ này và những cái màu đen bóng. Thì màu đen bóng là phiên bản bánh câm nha. Đây, hôm nay cửa hàng có nhiều đó. Một dãy nè các bạn. Mời các bạn xem. Màu đen bóng nó là bánh câm thắng đĩa thì sẽ sở hữu luôn cái thắng đùm phía sau, tức là phanh tăng chống. Còn màu đen mờ thì nó sẽ là thắng đĩa trước và thắng đĩa sau ha. Phanh đĩa, vành đúc. Ok chưa? Thắng đĩa trước, thắng đĩa sau luôn. Đây. Và giá hôm nay mới nhất cửa hàng Mai Duyên á, bán thì cái giá nó vẫn ở cái mức là 47 triệu là phiên bản bánh câm. Bánh câm thắng đĩa trước, thắng đùm sau. Còn bánh mâm thì sẽ là 49 triệu là cái giá đã bao gồm VAT. Đã bao gồm VAT nha. Phí biển số nếu mình cập nhật kịp cho các bạn á, thì mình sẽ đưa lên màn hình luôn. Tại vì xe này nó mới quá, không biết là có cái ba rem thuế xe này chưa nữa ha. Còn đây là đôi gương của xe nè, mình lấy ra ngoài. Đôi gương của xe, rồi sách hướng dẫn sử dụng ha. Có đầy đủ chi tiết trong này. Có điều á, nó toàn là chữ Indo thôi. Nhưng mình vẫn có thể nhìn ra được những con số để mình làm theo. Ví dụ như là thâm nhớt như thế nào ha. Rồi bao nhiêu lâu kiểm tra định kỳ, cái gì đó đều có hết ha. Cái hộp để đựng gương đó các bạn. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái xe này. Hôm nay mình sẽ quay thật là chậm để các bạn xem ha. Nhìn từ phía sau đó các bạn, cụm đèn hậu đó như thế này. Thì đã có rất nhiều bạn nói xe này á, là nó rất là giống với chiếc Honda Future X của Việt Nam. Xe này á, thì sở hữu á, thắng đĩa sau mình không nói rồi, nó còn sở hữu luôn cặp phuộc sau là phuộc Showa. Vừa rồi á, có một chú đến đây mua chiếc xe này nè, chia sẻ mình rất là vui. Khi mà chạy về nhà thì hàng xóm á, nói là chú lên độ không à, độ phuộc sau, độ thắng đĩa sau. Tại vì á, có rất người nhiều người á, sẽ nghĩ rằng một chiếc xe số phổ thông thế này nó lại có phuộc sau là Showa rồi luôn cả thắng đĩa sau nữa các bạn. Đây là những cái thứ mà thường xuyên người dùng mình phải độ lên đúng không? Bây giờ thì xe này nó có sẵn cho mình, rất là tuyệt vời, cũng vui đó các bạn. Đây là phần yên của người, phần yên này ha, người ngồi trước, người ngồi sau, nó êm lắm các bạn, nó êm lắm. Về chiều cao yên xe này á, thì mình không thấy Honda Indo công bố để mình xem, đúng rồi, không có công bố các bạn. Nhưng mà thực ra thì nó rất là thấp, mình lên mình ngồi rồi, chống chân dư luôn, mình cao 1m7 nha, chống chân là dư, thoải mái. Phần tem phía sau nè, màu đen này á, thì nó sẽ đi chung với cái phần tem vàng đồng. BZMFI ha. Đó các bạn nhìn từ xa nè. Phần bô phía sau nè. Đặc trưng của Honda rồi, thiết kế rất là đẹp. Phần bô này nó sẽ đi song song với cái phần thân trên của xe. Nó tạo thành hai đường thẳng song song. Thành một cái thế rất là đẹp đúng không các bạn? Rất là đẹp. Tay nắm sau to bản và rất là dễ cầm nắm. Xe này á, nó là một chiếc xe số phục vụ cho gia đình. Tiện dụng. Tại vì sao? Vì nó có cổng sạc luôn các bạn. Khối động cơ này á, là 125 phân khối nha. Hộp số 4 cấp, nó cho công suất là 9,9 mã lực tại 8.000 vòng trên 1 phút. Và cái moment xoắn là 9,3 Nm tại 4.000 vòng trên 1 phút. Rất là sớm, nó đạt cái moment rất là sớm. Mình quan sát luôn cùng đồng hồ. Cái này á, là phần keo dán thôi, mình lười mình không có lau chùi nha các bạn, mình để luôn. Lý do là trưa quá rồi, mình không có lấy đồ mình lau ha. Báo số nè, báo xăng, báo xi nhan đó các bạn. Ha. Rồi còi nè. Có pha nè. Xe chưa đổ xăng nha. N1 2 3 4 FI báo pha chỗ này. Đó. Ở chính giữa này là báo ô đô đó các bạn, nhưng mà vì cái keo này nó che mất rồi
mình lười mình không có lao. Cái phần này sơn bạc nè các bạn. Logo Honda ở đây ha. Đây, tổng thể phần đồng hồ đó các bạn. Ốp hai bên. Và không có công tắc đèn nha. Đây, cho bạn xem phần ổ khóa nha. Ổ khóa sẽ có hai chìa rất là dài và sẽ tích hợp mở yên trên này luôn. Đó, nấc đầu tiên sẽ là mở yên nữa các bạn. Bên cạnh cái này là một cái phần móc treo đồ. Các bạn thấy tiện dụng không? Đó, bây giờ mở yên ha. Đó, mình nhấn vào là mở yên nha các bạn. Đây. Cái cốp này á, thì nó là 7 lít. Khu vực này cũng là nơi mà để bình ắc quy luôn đó các bạn. Đây, chọn vẹn cái cốp ha. Và đặc biệt hơn là trong cái cốp này á, nó sẽ có một cái cổng sạc. Đây, chỗ này. Rồi, phía sau này là bình xăng. Thì bình xăng của xe là 4 lít. 4 lít đó các bạn. BGM FI ha. Phần cản sau nè, to bản và rộng để cho mình dễ cầm nắm, cũng như là các bạn có muốn chở đồ gàn đồ thì nó cũng dễ hơn. Đó, nó sẽ nhô cao hơn phần yên này một chút xíu, thì cái người ngồi sau có lớn ở đây nó cũng vững. Cuộc lò xo to và nhìn rất là chắc chắn ha, Showa đó các bạn. Xe này thì lại là sơn trần ha, cực kỳ thể thao. Về kích thước vỏ thì vỏ sau này là 80-90 đó các bạn, vỏ có ruột nha, 80-90, cái vành là 17 inch ha. Các chân nè, đặc biệt là cặp lốc sơn đẹp lắm các bạn, sơn đen mờ cực đẹp. Cần số, chân chống bên. Đặc biệt là cái chỗ này ha, các bạn nhìn nè, đó. Nó rất là sắc. Động cơ 125 phân khối ha. Và cái vỏ trước này nó là 70-90. Thuộc là sơn đen mờ ha, có thắng đĩa trước luôn. Vỏ có ruột nha các bạn, lớp có sâm ha. Còn đây là cụm động cơ. Những bạn mà xem kênh mình đó, đã có rất nhiều bạn đi xe này và khen rất là nhiều, cho là xe này đi cực kỳ bền, máy êm, số không bị hú ha, và rất là mạnh nữa. Đúng rồi, moment nó đến rất là sớm các bạn. Thiết kế xe này thì nó gọn gàng, góc cạnh. Mình tắt xi nhan rồi, tại vì mình sợ nó hao bình đó các bạn. Phục sơn đen ha, đĩa trước nè. Kẹp phanh một bích tông của Nissin. Đó, cùng động cơ các bạn thấy không? Cái đầu bò rất là đẹp. Về chiều dài nhưng rộng nhân cao của xe lần lượt sẽ là 1918, 709 và 1101 mm. Trọng lượng xe là 103 kg là bánh căm, 106 kg là bánh mâm. Bánh căm và bánh mâm nó đều có trang bị cổng sạc cho mình nha các bạn. Có điều là bánh căm á, thì thắng đùm phía sau, bánh mâm á, là thắng đĩa phía sau. Ok ha. Khoảng sáng gầm của xe là 136,5 mm. Bây giờ mình sang phần động cơ phía bên này ha. Đây, dung tích nhớt máy là 0,7 lít. Mình sẽ thâm nhớt ở đây. Honda cũng có hướng dẫn rất rõ ràng ở trong cuốn sách hướng dẫn sử dụng đó các bạn. Mình có lật ra xem. Thì ví dụ như các bạn xe các bạn mà trong tình trạng đang nguội thì mình sẽ khởi động lên khoảng từ 3
cho đến là 5 phút cho nó nóng máy đó, và sau đó mình tắt, rồi lại chờ khoảng 3 cho đến 5 phút mình sẽ rút cây que này ra. Trong cây que này nó sẽ có một cái vạch cargo ha, cái khoảng đó thì mực nhớt của mình nằm trong khoảng đó là ok ha, chính xác là 0,7 lít đó các bạn. Và tỷ số nén của xe là 9,3 chia 1, còn cái đường kính và hành trình bích tông á thì nó là 52,4 nhân cho 57,9 mm. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe Honda Indo công bố luôn, một lít xe này có thể đi được là 57,2 km. Bây giờ mình xem lại ngoại hình lần nữa ha. Cửa hàng Mai Duyên sẽ có ship xe toàn quốc nha các bạn. Các bạn có thắc mắc gì thì mình cứ alo cho ba số di động này, cả ba số đều có Zalo của bạn Mai, bạn Duy và bạn Huy nha. Còn về trả góp cũng vậy, các bạn muốn mua trả góp thì mình cũng cứ alo cho cửa hàng đi để mình tư vấn cho nó chi tiết nha. Cửa hàng bán xe nhập thì luôn luôn phải đáp ứng sẵn phụ tùng cho các bạn, cho nên là các bạn cứ yên tâm. Mình xem lại cụm đèn hậu lần nữa nha. Mình xin phép đọc lại cái giá lần nữa, 47 triệu là bánh căm, 49 triệu là bánh mâm, là giá đã bao gồm VAT. Xin chào các bạn luôn nha.